xem bắn trận xong nghỉ hợp lý sao. Mà và mới chơi tập chơi mấy con Sentinel ấy cho dễ, chơi con Sage ấy. Sage đi. Cứ lock pick, cứ pick, cứ auto pick lock Sage rồi thì tí nữa có ông nào chết thì mình hôn luôn. Đúng rồi. Dựng tường nữa, ơi thế thì mình có thủ dựng tường đẹp rồi. Đỡ phải xử lý nhiều ấy, hiểu không? Đúng, đúng. Mới chơi đừng có chơi controller. Controller là thằng, là thằng lúc nào cũng phải sống cuối cùng. Hai tiêm ít người Việt à, chịu kệ mẹ. Ui, team mình có thằng 65 kìa. Chắc là vào nó ám hiếp team kia là đẹp luôn. Lever nói lên được gì đâu em. Mẹ nó không ngu thì nó đâu. Mãi hoàn ngu thôi. Ui, tưởng Lever nói lên gì đó thì... Mẹ nó ngu thì nó vẫn mãi mãi ngu thôi. Rồi, mình đi đặt bom à. Lâu nhỉ. I built literally everything on this battlefield. Yeah, even the things that might kill us. What? You want me to say sorry? À, tí mua cái tường luôn, tí chiến lược, sai đáng dựng nhá. Vâng vâng. Chiến lược sai rồi mình khóa mẹ một một cửa vào đấy, khóa cái cửa giữa city đã vào đấy. Quả quả slow ở đây. Ném vào slow ở đây. Đây 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 anh, để anh phi vào trước. Mấy thằng Neon AFK. AFK là bảo out team luôn đấy. Alarm bot out. Neon out. Reloading. Take this. Go go. Rồi ping, cho anh ping ấy. Ôi chết 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 chết. CT CT CT. Lên 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 lên, lên 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 dựng tường đi. Qua chỗ đây, qua đây dựng tường. Từ từ em đặt đây. Dựng tường đây nhá. Dựng tường cho anh ping này. Đấy cho anh ping ấy. Lên dựng. Dựng chặn nó lại. Cho anh ping đông này. Party's over. Ui, sau tường nhá, sau tường nhá. Rồi, oh, xong rồi. Bạn này chắc không cần xếp chúng đâu. I'm out of here. I can hold an area pretty well myself. Make sure to cover the angles I can't. Để vậy được. Bê tiếp rồi. Mình có ý tưởng mà A sang A cứ bảo nhá, để em qua. Placing sentry. Còn rồi, máy thép mình đập vào city phát thế nào. As one. Giảm được nó. Slow. Blocking sight. This way. Ừ, con Neon làm quả. Anh mà nó phi, anh mà nó phi làm sai này. Neon mà nó không không phi được mà làm sai thì người ta mới mua. Bả buồn. Yếu đi qua cho em nhá.
Đó anh yếu rồi. Đây đây, vẫn vẫn chỗ cũ, vẫn chỗ cũ. Ok. Ấn nhầm, em xin lỗi, ấn nhầm. Sao? Đấy, một thằng bên đấy. Đấy, thằng cuối bên này. Quẩy đéo gì chơi tao. Mẹ nó sửa cái lướt. Rồi đéo lướt lên trời được. Sao? Ơ? Sao? Em mua thì em bán đi được mà. Bán đi. Ờ, con kia bán đi. Rồi, con kia là có tiền rồi. Em mua nhầm thì em bán đi, không sao. Nào còn có 200 đô kia. Đấy, thằng kia nhặt luôn khẩu súng đấy luôn. Chưa kịp hồi lại. Đấy, đừng. Cười. Để anh bỏ đi, anh bắt người. Mình đi ngay. À, anh đang bỏ rồi. Đừng có tạo tiếng. Enemy remaining. Ui, ui. Ở bên là trước mặt chỗ em, chỗ em. Này. Tuổi gì? Ủa thế nhỏ con rơi nào, nó núp ở chỗ nào ấy? Em vừa kê rồi. Đây, nó đứng ở cái góc ấy. Nó có cái hốc ấy. Có một cái hốc. Nào, em vừa kê, em thấy tự nhiên có đạn bắn mình rồi. Đánh Nga đi. Thằng kia định fake bê thế này. Sao mua súng to bắn? Không đủ thiệt. Con người chết. Bắn anh drop. Bắn anh drop nó. Ơ đừng tạo tiếng. Anh nói em xong cả team nó vẫn là cả team mình rồi. Ôi giời. Neon có skin súng xịn này kìa. Trời ghê. Go. Đóng cửa đấy. One enemy remaining. Ui. Ui thằng à. Mình chưa kịp làm gì nữa. Mới đặt được quả bom. Calls are tech killer robots. Good joke. Funny. I'm out of here. Alarm bot out. Ôi, rõ này nó full buy này. Rõ này nó có súng to đấy. Này nhìn nó eco. Rô mồm có biết eco full buy hát buy không? Lạ lắm. Thì nó không có tiền thì nó vẫn phải eco thôi. Bom nổ rồi. Từ đang có độc của em. Ôi, đéo được rồi. Thằng đây yếu lắm rồi, chỉ 1-40 đi. anh đi giết người, anh kiếm A một viên là chết. Đi tìm đi. Ra sát đi tìm nó đi. Nó còn một viên nữa thôi. Anh bắt nó trừ 1-40, một viên nữa là nó dẹo. Đấy, đi lại một viên là chết rồi. Đấy, lấy cổ vendo kìa, cổ vendo, lấy mà bắn. Ui là skin đẹp.
Ôi là của anh. Lần đầu tiên có khẩu với skin này đấy. Cầm trên tay. Anh ơi vào nhé. Có khẩu vendo. Hắn thử vendo phát xem. Ở bên nào? Đánh B đi. B đi. Help. Mẹ địt mẹ. Tao bay vào tao giết hai. Tao bay vào tao giết hai thằng nó mới là địt mẹ xong đi mẹ thằng thứ ba nó bắn địt mẹ một băng đạn sau lưng tao, tao đéo chết thì tao giết. Chết đốt. Ôi cái gì hết rồi. Ui em dẹo rồi à? Quả đấy không để ý, quả đấy không để ý. Tự nhiên đang kiểu chỗ bom. One enemy remaining. Thắng rồi. Thằng rồi. Nó hủy diệt luôn. 6-0 hợp lý mát ơi. Chết mát không vào. Mát ơi. Được nhờ. Jet với cả Neon. Mà bên kia nó không đè tay nữa. Nhìn nó tay bé. CD à? Bánh 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 bánh. Ui, ngon luôn à? Anh xíu hết mẹ rồi. Mình chưa đúng ạ. Remember, your weapon is only a tool. You can't just shoot. Thằng kia nó không kém cả anh làm mẹ năm mạng rồi. Cầm quả survive đi. Anh bắn duelist anh không cầm. Còn bay giết người đấy. Đang đua lít lại cầm sữa bom thì hơi lạ. Chiến thuật nó vẫn y hệt thế rồi, thế mà chúng nó không bắt bài được. Khá là lạ nhỉ. Bắn normal nó ngu mà. One enemy remaining. Ui giời, đặt bom làm gì nữa? Đặt bom làm gì nữa? Nó lại dễ quá. Tay to phát. Quẩy ơi, anh quẩy vẫy cả luôn. Anh đè tay quá. Ở kia bắn. Kia bắn kiểu toàn mấy thằng thì mày không biết chơi game bị áp hiếp rồi, không biết chơi game. Không nhưng mà bên kia anh bắn cũng hai ba thằng level 4 mấy cơ. Hơi lạ. Thì anh bảo mà rít mẹ level có phải đồng nghĩa việc là nó khôn đâu. Đấy hỏi mết này mẹ. 3000 giờ Dota mết nhờ. Mẹ vẫn đi thằng như thằng thiểu chơi Dota như thằng thiểu năng ấy. Nó chỉ là mấy game này. Đấy, đừng có bỏ ốc, đừng có cản đường anh. Nào cầm vendo ấy. À cái thằng cầm ôm ấy. Ôi ôi anh bắn lỗi rồi. Nó đi ạ. Láo mẹ em tôi bắn kinh vừa lờ. Mày hồi sinh anh lên, anh đéo muốn chết. Đi mẹ anh ở dưới ạ. À. Cho anh lên. Mày. Đây.
Nó ulti ở đây này, anh nước anh đuổi theo. Even with numbers, anything can still happen. Wow. Remember that. Bê đi, bê đi, bê đi. 9-0 còn mẹ rồi, mẹ. Bê đi, bê đi, bê. 9 round tao làm 21 mạng. Thì rap đây level thấp mà. Phải mấy thằng chơi. Điên rồi, địt phải một kia là thằng đéo nào cũng địt phải 4 mấy 6 mấy. Nhưng mà tao bảo là địt phải level cao đâu có nghĩa đồng nghĩa việc nó khôn đâu. Một mấy đồng mấy còn chơi với mấy thằng Dubai, tự hiểu rồi. Chắc bắn mạng mấy chục giờ. Mấy thằng kiểu mới vô đánh lên cái TS team. TT luôn. Spike down B. Nó đứng bên nó sai. Cái đéo gì đấy? À, xong rồi. Làm sao? Look at me. Anh xử lý được. Địt mày đang quát này. Mày nó còn đéo biết chuyện xảy ra, anh bay vào trong sai này mà. Mẹ tao đéo là 3-4 mạng, 25 frag rồi, địt mẹ. Hạ đây đúng đúng nghĩa hạ hiếp rồi. Mẹ cái tâm mới rồi, đi mẹ tao bắn tâm của thằng Dinh mới ạ. Mẹ tâm của Dinh bắn đã vãi lồn. Từ từ em chạy đây. Ôi, đéo được, đéo được, anh chết rồi, anh chết rồi, anh chết rồi. Chạy. Phải gặp cái đấy phát là chạy luôn. Chờ cái đấy phát là bấm số 3 chuyển sang sao chạy luôn, hiểu không? Phải vào kìa, vào nói kìa. Bên phải. Đừng im bắn. Đừng im. Em phải bình tĩnh. Địt mẹ. Phải đứng im. Địt mẹ thấy nó phát là bỏ cái phím FW ra xong bắn. Cứ bình tĩnh thôi. Chết. Chết. Spike down A. Vẫn lồn spike thì đéo trên được kia vậy. Thằng kia cầm từ đâu mà, thằng kia cầm từ đâu. Chị vẽ thì đéo nó cầm spike nó mang lên đấy nhở. Đù mà vô lý vậy lìn. 30 seconds left. Mà thầy cái tâm lên trên trời. Biết ngay mà. Last round in the half. Spend your cash. Don't look back. Go. Ai cần gì không? Ui. Mẹ đua mẹ đua lit. Đua lit neon chơi giữa ộp à? What the fuck? Skill tên đua lit bắn được. Bắn được con neon bắn off cũng được. Đi mà nó bật cái kia lên xong nó lướt. Bắn xong nó lướt đấy. Em mới thấy toàn thấy với bọn nó trên chamber. I must stop their Reyna. Bắn xong chamber, bắn chamber Z này. Này. Ôm. Té lượn em ơi, lượn. Phách lần nữa không? Phách hai phát không? Ui, đi phải anh đổi được một. Ui, đằng sau. Nó bắn ulti. Đằng sau, nó ở đằng sau đâu. Ok, đằng sau, thắng rồi. Lừa, bỏ tao lừa đấy. Ôi, đi phải nó đuổi. Switching sides. Wow. Mấy thằng mết đúng không? Đéo như buổi mà anh mà nó lên mẹ bạch kim cương lâu rồi. Mày như con cặc ấy. Mết ơi. Cho bốc họ đi mết ơi.
kiếm tiền mua máy mới. Em dựng tường mít luôn. Đâu, giao dựng tường amen, amen. Amen gì? Ờ, cái tường của em, cái tường giao lục địt mẹ, cứ dựng địt mẹ mày, đóng đóng chốt mấy cái đường vào chìa đường chính luôn. Quan trọng là mấy cái mạng liên quan gì. Địt mẹ giờ mày ra nét mày ngồi mà 144 địt mẹ máy ngon quá mày bắn khắp bọt ngay. B này, it's B. Go, go, go. Spike down B. One enemy remaining. Ném lỗi. Tuổi đéo gì. Remember, bullets hurt. Có hai mạng danh dự hay được hợp lý. Hai hai trận danh dự là hợp lý quá. Bê tiếp này. Enemy mid. Mid mid. Reloading. Chết rồi. I'm out of here. Multiple enemies B. Nó chạy về A, nó chạy về A. Từ từ em móc móc móc. Anh trước mặt anh này. Enemy spotted A. Ôi trời, anh đọc mấy thằng này như một cuốn sách. Như một cuốn sách luôn. Multiple enemies A. Spike planted. Anh bảo mà, đứa mẹ anh ngay sau mít tôi rồi. Mẹ. Chạy thế nào được. Khẩu gì đây, đem ngon ăn không? Lấy đi, lấy đi, lấy. Match point. Đây là khẩu ngắm à? Mẹ. Cool. Cool. Anh đưa, 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 anh cho mày khẩu shotgun này. Anh ơi, cái khẩu shotgun là anh đưa phát là có thằng nó nhặt mẹ luôn. À đâu đâu, em có trong người mày ấy. Tự nhiên vẫn đang anh vứt vào người mày ấy. À nó vứt vào người nhặt luôn. Nó không chuyển ra, nó vẫn đang cầm lục bên đường. Chuyển là chết rồi đi mẹ. Mày đang đi mày vừa giết người đúng không? Đi mẹ thấy đi vào khẩu súng vào top đi mẹ, cái animation nó đổi súng ấy. Nó ra bắn chết mình ngay. Có này. Here. I'm out of here. Mít có, mít có. Đang phóng từ reloading. Qua qua rồi, còn nó qua rồi. Spike down mid. Spike rơi mít thì mẹ nó vào city. Trên Heaven 1 này. Ui ôi. Ui ôi. One enemy remaining. Ui ôi. Go go go. Ui. Sấy khó mà. Sấy chớ. Ơ. Blocking sight. Last player standing. Gì đấy, thế nó làm gì. Ơi sao được không? Anh bay trên trời nó có nhìn anh sao có kêu roi ra bắn chết à? Lừa đùa. Ok, nghỉ thôi. Ui, quá khủng khiếp 30 mạng. Khiếp đã. 538 điểm con mẹ luôn.
Đúng rồi. Smoke, đây là người ta gọi là smoke ấy, tí bị report thì chết.